Shop áo may chấm com, shop áo thun Minecraft, giao hàng toàn quốc, chất lượng, uy tín, giá chỉ 99 nghìn. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pixelmon. Hiện tại phía sau lưng mình các bạn có thấy em Pokemon nào đang nhảy nhảy không? Đó, đang nhìn mình kìa. Đó chính là em Eevee á. Mình đang ở bên khu vực này để AFK cho những em Eevee xuất hiện để mình có thể bắt được. Ở đây có em Pokemon huyền thoại kìa. Celebi. Úi, lại một em Pokemon huyền thoại nữa hả? Pokemon bé xíu luôn, huyền thoại mà bé xíu thôi các bạn ơi. Để mình bắt cái em Eevee này nhanh nhanh rồi sau đó chúng ta qua bên kia bắt thử em huyền thoại bé xíu kia coi có được không nhá. Và mình sẽ sử dụng scissor đi để bắt em này dễ nhất nhá. Mình chỉ cần phone sweep nè cho thấp máu rồi sau đó dùng liver ball là bắt được em này rất là đơn giản luôn. Đây mình sẽ sử dụng một cái liver ball nè, mong rằng cái em huyền thoại bên kia đừng có despawn nhá, nếu không thì tiếc lắm. Nhìn nhìn đi, để có gì em ấy di chuyển mình sẽ di chuyển theo. Rồi và mình đã bắt được thêm một em Eevee nữa và nhanh chóng hồi máu cho em Eevee vừa bắt luôn. Giờ thì tiến lại gần cái em Legendary coi nào. Không ra mình qua vùng này cũng khá là nhiều á, nhưng mà đây là lần đầu mình gặp cái em Celebi á các bạn ơi. Em này để coi coi em ấy là hệ gì nhá. Bé xíu gì chắc hệ tâm linh cũng như là hệ lá các bạn à. Được, cho vô cái từ điển của mình cái nè. Rồi sau đó thì mình sẽ bắt luôn thôi. Bằng bấm chữa Pokemon nè. Cấp 70. Ui em này bé nhưng mà lại cấp 70 lần á. Mấy em trước á tuy mà bé con nhưng mà cấp không được cao như em này đâu, thường thường là cấp 50 thôi các bạn ơi, 50 60 á. Mà em này tới level 70 lận. Nhỏ mà có vỏ đấy. Wow, và tấn công em Zizor của mình cũng khá là thấm kìa. Để bây giờ mình sẽ cố gắng kéo rỉa máu em này thật là thấp, rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu dùng bóng chứa Pokemon nha. Rồi, Celebi đã rất là thấp máu rồi và đang ở dưới nước nữa. Để mình thử coi với một em Pokemon như vậy dùng cái Deep Ball có thể chinh phục được hay không, hay là phải cần rất là nhiều loại bóng chứa Pokemon khác đây ta. Thử nào, thử nào. Nope. Ui, Deep Ball có vẻ không thành công rồi. Chắc mình sẽ đổi sang một cái bóng khác thôi các bạn ơi. Nhưng mà mình dùng cái Deep Ball thứ hai thì đã bắt được rồi. À, và trên kia lại xuất hiện thêm một em nữa kìa. Cái vùng này nhiều Celebi vậy ta. À, được quá chứ. Nhưng mà mình đang cần Eevee hơn cơ, tại vì mình muốn tiến hóa thêm những dạng khác của em Eevee á. Cái đó có phải là Mew không? Hình như... À không, cái đó là Mewtwo chứ, nhầm. Hình như đằng kia là Mewtwo các bạn ơi. Ui, bay mất rồi. No. Mình đã cưỡi Charizard đuổi theo mà không kịp. Ui như vậy dùng này sẽ có tỷ lệ gặp được boss Mewtwo các bạn ơi. Mình chưa có viên đá mega của em Mewtwo nữa. Hay nha. Phải gán đợi thêm một lúc nữa coi. Tại vì mình còn áp ca dài dài mà. Được đó, mong rằng một tí nữa sẽ gặp được thêm một em Mewtwo nha. Đang bắt cái em Celebi này, mình thấy em gì bay bay trên trời mình á, em battle mình nhìn liền mà đuổi theo nhưng mà không có kịp á. Mewtwo bay nhanh quá hả. Ok, giờ thì trở lại với công việc bắt em này thôi. Khi farm cái em Eevee này sẽ được một cái GX Ball các bạn ơi, một cái loại bóng chứa Pokemon nữa nè. Mình có thể sử dụng để bắt Pokemon nhưng mà nó không có để cái tỷ lệ nó như thế nào á. Wow, hôm nay lần thứ hai mình đánh có mấy con kiểu như là con Pokemon huyền thoại á thì rơi ra bóng chứa này các bạn ơi. Được quá ta. Để coi coi dùng này có xuất hiện thêm Eevee chưa cái đã, vì mình đang muốn bắt thêm khoảng một hai em nữa về tiến hóa cho nó dễ á. Tomorrow. Mình đã trở lại khu vực này sau một khi trở về nhà ngủ các bạn ơi, và ở đây có một em Vivillon hả. Mình sẽ kiểm tra coi cái em Vivillon màu hồng này mình có chưa cái đã, để mình biết mà bắt thêm á. Vivillon, ui em màu hồng này mình chưa có nè. Một cái dạng khác nữa, bắt luôn level 18 hả. Vậy mình sẽ farm sweep trước đi, rồi sau đó dùng cái liver ball nhá để có tỷ lệ bắt cao nhất á. Rồi và liver ball nè. Ở dưới này thì có em Pokemon gì nhỏ nhỏ giống mèo vậy.
Pokemon mèo đang đứng trong hang kìa các bạn ơi. Coi coi kiểm tra coi em có phải là em mèo đó không nhá. Ừ đúng rồi, em mèo nè. Mèo thì mình đã có rồi nhá, nên mình sẽ tạm thời không có bắt tiếp. Giờ thì đang buổi sáng, không biết khu vực này có xuất hiện thêm mấy em EV chưa nữa. Đây rồi các bạn ơi. Em Mewtwo đã bay qua ngang vùng này tiếp rồi. Lần này mình sẽ đuổi theo hết tới cùng luôn nhá. Và mình sẽ em này là boss rồi nên không có bắt được, nên mình sẽ lựa ra Pokemon mạnh mạnh một xíu. Để xem coi mình có Mewtwo trong này không. Phải canh canh nha, lỡ em Mewtwo này bay mất là thấy là tiếc lắm luôn. EV vô đây đi. Rồi Mewtwo Mewtwo như bên này thì phải. Đúng rồi, có Mewtwo nè, cho ếch Ninja nè, cũng như là các em Deoxys luôn nhá. Rồi dí theo thôi. Không có bay đi đâu hết Mewtwo ơi. Không biết đây là dạng Mewtwo như em này có hai dạng lần đó các bạn ơi. X hay Y nữa ta. Mewtwo đánh với Mewtwo nè. Một em đã tiến hóa Mega, một em thì chưa nhá. Xem em nào sẽ có thể gây được sát thương trước đây. Focus Punch. Đục được không? Ui được nhưng mà gây có xỉu máu rồi các bạn ơi. Vậy thì thử sử dụng một kỹ năng hệ tâm linh xem. Rồi coi có gây được chịu sát thương hơn không ha. Ui được á, nhưng mà em Mewtwo của mình cũng đã bị Mewtwo Mega này đánh bại rồi. Toàn 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 Greninja mình chưa có hồi máu kịp. Lucario ơi, hôm nay sẽ cho Lucario của mình vào trận nhá. Và tiến hóa Mega cho máy nè. Sau đó sử dụng một kỹ năng hệ thường hay Extreme Speed thử xem. Kỹ năng này sẽ giúp mình tấn công trước á. Mong rằng có thể đánh bại được con Mewtwo này và mang về cho mình một cái viên đá Mega cho Mewtwo nhá. Wow, được được được, gây được sát thương nè. Và em ấy không có đánh Lucario. Được, vậy thì mình sẽ tiếp tục sử dụng một cái kỹ năng khác như là Claw Combat xem. Em ấy không có đánh Lucario. Mewtwo rất là khỏe luôn á các bạn ơi. Chỉ với vài hit thôi là đánh bại hết dàn Pokemon của mình luôn rồi. Cái này chắc phải đưa dàn Pokemon sáng tạo vô quá. Chứ dàn này là đánh không có lại rồi đó. Hơi thiệt thòi cho mấy em này một xíu. Được, mình sẽ đưa bộ ba sáng tạo vào nha. Để xem coi bộ ba sáng tạo có gây được sát thương cũng như là đánh bại được Mewtwo Mega hay không. Cùng nhau theo dõi thôi các bạn ơi. Mình sẽ cho Dialga vào trước đi. Dialga mới học được cái kỹ năng tiếng gầm thời gian á, Drop Time nè. Và xem nào. Kỹ năng này cũng gây được khá là nhiều máu cho Mewtwo nè. Và máy phán đam cũng rất là gắt nữa. Và mình nghĩ là nên dùng một cái kỹ năng đuôi sắt thử xem, tại vì mình thấy đuôi sắt. Ui không không ra đòn kịp rồi. Thì mình thấy đuôi sắt của em Dialga cũng khá là mạnh á. Rồi giờ thì đến Palkia nè. Đánh Palkia mất nửa cây máu và Palkia phản đam lại chỉ mất có 1/4 cái ống máu thôi. Tính ra cái tốc độ cũng như sức tấn công của Mewtwo Mira rất là cao luôn các bạn ơi. Lần nào cũng đánh trước mấy em Pokemon của mình hết á. Rồi nhưng mà lần này thì sẽ cho Giratina vào để kết thúc trận đấu nhá. Em này thì khi mà mình trang bị cái viên vàng vàng thì sẽ trở thành một dạng khác á. Nhưng mà nãy thì mình quên đem theo mất tiêu rồi. Nên tạm thời tấn công khi ở dạng này luôn coi. Coi coi có đủ sức để kết thúc Mewtwo. Và mình sẽ nhận được. Ta-da! Đây rồi, đây rồi. Một cái Mewtwo Knight X nè các bạn ơi. Em này là X chứ không phải Y à. Vậy là mình nhầm rồi. Em này là X các bạn à. Được á nha. Vậy là Mewtwo nhà mình đã có thể tiến hóa Mega rồi đó. Ê, ở đây có bao Palan khiêu chiến mình kìa. Thôi mình không có đánh bao Palan nữa đâu. Tại vì lúc trước không, mình cũng từng có một em bao Palan rất là tốt á. Bây giờ thì mình sẽ mở máy tính lên, tạm thời cho bộ ba sáng tạo vào trong đi. Và đưa Mewtwo ra ngoài để mình thử tiến hóa Mega cho em ấy nha. Mewtwo ra ngoài một cái nè. Trang bị đá Mega vào đó, cất cái viên đá Z cho hệ tâm linh đi. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu tiến hóa Mega cho Mewtwo. Đây chính là Mewtwo X các bạn ơi. Và Mewtwo X của mình sẽ trở nên mạnh như thế nào đây. Đây rồi Mewtwo X nhá. Với phần đuôi cong lên luôn rồi kìa. Và hình dạng thì cũng không có nhiều thay đổi cho lắm á. Tốc độ thì mình thấy hình như nhanh hơn một tẹo thì phải á. Hình như nhanh hơn một tẹo các bạn ơi. Rồi và giờ thì xem cái chỉ số coi nào. Em Mewtwo này sẽ có sức tấn công là 328 luôn. Tốc độ là 291 các bạn ơi. Thuộc top những em Pokemon có tốc độ rất là nhanh của mình á.
Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đi săn với em Eevee mà được thêm một viên đá Mega cho Mewtwo là hết sảy con 37 rồi. Giờ thì chắc mình đã có thêm động lực để ngồi. Con búa giỏ cho mình xem kìa các bạn ơi. Mạnh dữ, mạnh dữ. Được á, để hôm nay mình sẽ cho Mewtwo ra trận cùng với một vài Pokemon mạnh khác nữa nha. Còn giờ thì tiếp tục cùng Mewtwo ở đây để coi đợi các em Eevee khác xuất hiện thôi. Và AFK một lúc thì cuối cùng mình cũng đã gặp thêm một em Eevee rồi các bạn ơi. Giờ thì mình sẽ không cho Mewtwo vào đâu, tại vì sức tấn công của Mewtwo là rất là cao á, nên sẽ làm hại luôn các em Eevee này. Mình sẽ sử dụng Phone Sweep của Scizor cho chắc cú nha. Và bắt em ấy về thôi. Để xem nào, nếu mà có em này nữa thì mình sẽ có tổng cộng là 4 em Eevee luôn. Với 4 em thì mình sẽ tiến hóa 4 hệ khác nhau á, cũng như là 4 dạng khác nhau luôn. Rồi và dùng Liverpool nè. Chịu khó về đợi các anh đi nào, về nhà chúng ta cùng nhau tiến hóa nhá. Và bây giờ đang là ban ngày và cũng đang ở cái vùng Flower Forest á, để mình thử coi tiến hóa cái dạng kế tiếp của em ấy nhá. Hình như nó tiến hóa ngay cái vùng này luôn á các bạn ơi. Rồi và mình đã farm. Nãy giờ mình đang train mấy cái MEV để tăng cái độ kiểu như hạnh phúc lên, thì ở đây xuất hiện một em Pokemon tên là Meloetta các bạn ơi. Huyền thoại luôn, level 50 hả? Em này cấp cũng hơi thấp thấp á. Để mình sẽ bắt em ấy luôn nha. Vậy là hôm nay mình đã gặp được hai Pokemon huyền thoại trong cái khu vực Flower Forest này rồi. Được á nha. Lần trước thì gặp một em Pokemon Darkrai á, rất là khó bắt, nhưng mà lần này hy vọng là cái em Meloetta này sẽ không có quá khó nha, để mình có thể bắt rồi sau đó còn làm những công việc khác trong ngày hôm nay nữa. 6 and a half hours later. Không biết phải em này khó tính hay là tại mình đen ta. Ý được rồi các bạn ơi, quên quá, quên quá, cuối cùng cũng bắt được á. Ui, mình bắt từ tối mà giờ sáng gần tối nữa rồi thì mới được một em á. Và bên cạnh đây cũng có thêm một em Meloetta vừa xuất hiện nữa nè. Và mình sẽ thử farm cái em này coi coi liệu rằng khi mình farm được Meloetta thì sẽ rơi ra những cái gì nhá. Biết đâu được farm này lại ra cái Master Ball thì sao. Nên phải thử các bạn ơi. Và em này thì chỉ rơi ra cái Psychic Gem thôi hả? Bây giờ thì trời vẫn còn sáng đúng không? Mình sẽ tranh thủ lúc này thì mình sẽ bắt đầu quá trình tiến hóa cho mấy em Eevee của mình nhá. Nhân tiện mình đang ở cái vùng Flower Forest nè, thì mình sẽ tiến hóa cho Eevee của mình một dạng nữa. Và để tiến hóa được dạng này thì mình cần phải cho em Eevee của mình có chỉ số hạnh phúc cao cao một xíu thì mới có thể tiến hóa được. Thôi đừng có kêu chiến, đang tiến hóa cho Eevee coi nào. Coi coi còn kẹo trong đây không ta. Kiểm tra cái mấy cái rương, may quá còn 3 cục kẹo nè. Hy vọng là đủ nhá. Rồi và mình sẽ cho em này ăn một cái cục kẹo trước. Đó, em ấy đã lên cấp và bắt đầu quá trình tiến hóa rồi. Và đang ở cái vùng Flower Forest thì em ấy sẽ trở thành một dạng Eevee mới và có tên mới được mang tên là... đây rồi, hình dạng mới đây, đây chính là Sylveon các bạn ơi. Em này có màu hồng rất là đẹp luôn á và trở thành hệ tiên nè. Được một skill Fairy Wind. Kiểu này thì có 40 điểm sức mạnh, mình sẽ tạm thời thay thế cho kỹ năng bóng tối nha. Tại vì tiền mà học kỹ năng bóng tối thì kỳ lắm. Và mình sẽ tạm thời em battle nha. Triệu hồi em này ra lại coi. Ôi dạng này nhìn đẹp ghê luôn á. Có màu hồng nè, cũng như là có điểm thêm một ít cái màu xanh nữa. Lại thêm một dạng EV rất là dễ thương rồi. Giờ thì mình sẽ tranh thủ trở về nhà để tiến hóa tiếp những dạng kế của em EV này nhá. Coi nào, ở trong nhà mình thì hình như nhà chị tá mới đúng, nhà chị tá có dư một ít cái mảnh Firestone đó. Để mình lấy những cái mảnh Firestone đó thì mình sẽ nén lại tạo thành viên đá lửa, rồi tiến hóa hệ lửa cho em EV của mình thôi nào. Và Firestone... Ủa đâu rồi ta? Đây nè, đây nè. Có 9 cái luôn nhá. Nén nó lại và được một cái Firestone, sau đó thì đi ra một chỗ trống trống để tiến hóa. Kế đến thì mình cần phải lấy thêm... Ủa mình còn Waterstone không nhờ? Mình chưa có MEV hệ nước nữa. Ở đây thì có Downstone à. Downstone hình như mình cũng có một cái viên từ một cái chest á các bạn ơi. Được. Vậy hôm nay thì mình sẽ tiến hóa thêm hệ lửa nè, hệ nước với cái Downstone này thử xem nhé, coi coi có được không. Mình cũng chưa test cái Downstone này nữa nha. EV, rồi cho cái Downstone này vào. Có vẻ Downstone không dùng lên EV được các bạn ơi. Vậy thì Firestone thì sao?
Firestone thì được nha. Firestone thì sẽ giúp Eevee của mình trở thành Eevee hệ lửa. À, Eevee hệ lửa thì sẽ có tên gọi gì nào? Đấy rồi, Eevee hệ lửa của chúng ta. Thay đổi thì không quá nhiều các bạn ơi, và trở thành Flareon á. Học ý. Ủa hệ lửa mà sao học kỹ năng của hệ độc? Có gì đó sai sai thì phải á. Và tạm thời mình sẽ thay thế cho kỹ năng Sweep này nha. Ui, học mà học được hai kỹ năng luôn, vừa kỹ năng Smog và kỹ năng Ember luôn á. Khá là tốt, mình sẽ thay thế cho kỹ năng này. Rồi, vậy là mình đã có được hai dạng rồi, một dạng hệ tiên cũng như là một dạng hệ lửa. Và nâng số dạng EV mà mình có lên là con số là như là 5 đúng không? Qua đây coi. Đúng rồi, được 5 dạng của EV rồi á. Để bây giờ mình sẽ bay qua cái khu vực đầm lầy á, mình đào một ít cái Waterstone về rồi mình sẽ bắt đầu tiến hóa thêm cái dạng hệ nước cho em EV nhà mình nha. Và bây giờ thì mình đang đào ra những cái Waterstone sắt các bạn ơi. Cúp mình có mềm mại nên phải lấy cây cúp sắt thường ra đào mới được. Và nén nó lại thành một cái viên đá nước thôi nào. Đây, viên đá nước nè. Cái đến thì mình chỉ cần cho em EV của mình ha, sở hữu viên đá này thôi. Và chuẩn bị nè, EV ơi, tiến hóa đi. Đó, EV của mình đã có được viên đá nước kia rồi và bắt đầu quá trình tiến hóa và trở thành một em EV hệ nước đó các bạn ơi. Mình đã có băng, có lửa nè, giờ thì có thêm nước nữa. Ý, hệ nước của em ấy tên là Faboreon các bạn ơi. Và hệ này thì có cái đuôi khá là dài luôn. Học thêm được chiêu súng nước luôn nè. Được á nha, có skill súng nước. Và em này thì mình thấy có phần đuôi rất là giống cái đuôi con cá luôn á. Không biết em này, em này không cho mình cưỡi được. Và không có kỹ năng đặc biệt gì luôn. Và bây giờ thì mình hết mấy viên đá có thể dùng được trên EV rồi. Nhưng mà mình vẫn có thể tiến hóa thêm một dạng nữa. Để bây giờ mình sẽ đợi cho trời tối một xíu nha. Trời xuống hẳn luôn đi rồi chúng ta sẽ cùng nhau tiến hóa thêm cái dạng cuối cùng cho EV của mình nha. Mặt trăng đã lên khá là cao rồi các bạn ơi. Và giờ trời đang tối hẳn luôn rồi á. Mình sẽ cho EV của mình ăn một viên kẹo nha. Đó, làng cối cao đã xuất hiện. Tức là EV của mình đã bắt đầu quá trình tiến hóa đó các bạn ơi. Để xem coi vào ban đêm EV của mình sẽ trở thành dạng gì nha. Mình nghĩ sẽ là dạng bóng tối á. Và cái tên mới của em ấy sẽ là tên gì đây? Đấy rồi, EV hệ bóng tối. Tên là Umbreon các bạn ơi. Và học được kỹ năng Bursuit nè. Thay thế cho kỹ năng này luôn. Đó, vậy là xong rồi. Mình đã tiến hóa hết cho mấy em EV mà mình bắt được trong ngày hôm nay. Và kết hợp với ba em tập trước nữa. Vậy là mình đã có được 7 dạng của EV rồi. Hình như còn thiếu một dạng đúng không ta? Hình như còn thiếu một dạng nữa. Và dạng đó là dạng gì thì các bạn đừng quên comment ở phía dưới nha. Để có gì mình gán bắt thêm một em nữa rồi mình tiến hóa nốt luôn á. Chứ còn thiếu một em thì mình cũng thấy hơi kỳ kỳ á. Rồi giờ thì mình sẽ chuẩn bị đồ đạc lại để làm cái công việc tiếp theo trong ngày hôm nay thôi các bạn ơi. Nãy giờ khá là bận bịu với cái công việc tiến hóa cho mấy em EV á. Giờ thì mình sẽ trở lại với công việc chế tạo những cái pháo hoa nha. Để giúp mình có thể bay lượn ở dưới thế giới DN. Bằng cách đổi ra những cái tờ giấy nè. Và giấy thì mình có thể kết hợp với những cái đây nè, những cái thuốc súng á. Để mình tạo ra những cái pháo hoa nha. Mình chỉ làm pháo hoa cấp độ 1 thôi các bạn ơi. Thời gian bay là 1 nè. Để cho được nhiều nhiều một xíu nha. Và có thể bay lượn thổi con gà mái luôn. Và những cái mía còn thừa thì mình sẽ cất vào bên trong cái này đi, cất vô. Rồi cất thêm cái này, rồi cái viên đá xếp nè. Và cái GS Ball này thì nó khá là ít ra, nên chắc mình sẽ để dành thôi. Nó cũng giống như cái loại bóng chứa đỏ đỏ này nè. Cái Cherish Ball á, mình mở khá là ít nên mình chỉ sưu tầm là chính á. Và chủ yếu là mình dùng cái loại Ultra Ball, Heavy Ball nè, Dust Ball cũng như là Liver Ball á. Ủa, hình như mình còn thiếu một loại đó chính là cái Summer Ball thì phải đúng không ta? Hình như mình thiếu cái Summer Ball đó. Để bây giờ mình sẽ ra ngoài hái thêm một ít cái Apricorn rồi làm nốt cái Summer Ball nhá. Và cuối cùng thì mấy cái này nó cũng đã làm xong rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ chạy vô nhà của chị tá để lấy thêm những cái đế và nốt nhá. Rồi sau đó chúng ta sẽ ghép lại tạo thành một cái Summer Ball hoàn chỉnh nè. Theo công thức giống như vậy. Nó được 27 trái còn dư luôn. Cất vào trong để tiếp sau này làm tiếp những cái trái bóng khác nhé. Rồi giờ thì mình đã có được bóng chứa Pokemon rồi. Và để có được cái sức tấn công tốt nhất thì ở phía dưới nếu mà gặp những con boss thì mình sẽ trang bị cho mình bộ ba sáng Pokemon sáng tạo nhé. Hôm nay sẽ cho cả ba ra trận luôn. Kèm theo đó là Mewtwo là chắc mình sẽ mang theo tại vì em ấy vừa nhận được viên đá Mega. Và thêm một em Pokemon khác nữa đi. Có nên đưa Greninja không ta?
Rengar hay là em Lucario bây giờ? Mình sẽ nghĩ tạm thời là Greninja đánh trước một vài trận á, rồi sau đó đưa em Lucario vào thay thế Greninja nha các bạn. Như vậy thì sẽ hợp lý á. Rồi giờ thì cùng nhau đi đến cái khu vực End Portal thôi. Đây, End Portal nào, mình đã thắp cái cổng này lên rồi. Chỉ cần nhảy xuống dưới là có thể qua thế giới đi End đó. Mong rằng xuống dưới tầm nhìn của mình đừng có quá hạn chế giống như ở Ultra Beast nha. Đi thôi. Rồi. Quá rộng luôn kìa. Ui, không ngờ ở chế độ bình yên mà cũng có rồng nữa. Ui ui, nó tấn công mình hay sao ấy. Mình sẽ tấn công bằng cây điện bình thường. Nhưng mà rìu có vẻ đánh không có vô máu nhiều lắm các bạn ơi. Không biết mình có nên farm con rồng này không ta. Thôi các bạn ơi, mình đánh bao nhiêu là nó hồi máu bao nhiêu à. Tại vì mình chưa phát hết cái phiên Paleen đó. Ở dưới này có em mê tán nè. Ui, ở dưới này có nhiều Pokemon lạ ghê ha. Ở đây có cái em gì đây? Em này mình chưa biết tên. Ui, em này to quá che hết cả tên luôn rồi. Và em này thì là một em Pokemon hệ âm linh. Ui. No. Cái con rồng độc ác. Trời ơi, nó hút một phát cái em kia lọt xuống dưới đầu voi luôn chứ. Ở đây có Pokemon gì nữa đây? Em này mình chưa, em này là Sigili các bạn ơi. Hệ là hệ, ấy sao không có hệ được hệ em này ta. Em này hình như mình không chỉa đúng cái hitbox em ấy nên không có hệ được. Lại gần tí là gần coi. Vẫn không có được. Không coi được bắt luôn. Bắt là chắc coi được hệ chứ gì. Và mình sẽ tiếp tục tấn công bằng kỹ năng đó, kỹ năng Fall Speed nè, còn một máu. Rồi, ở The End thì chắc chắn là sẽ rất là tối luôn á, nên dùng Dust Bomb thử xem coi có bắt được em Sigili này không nhá. Rồi, đổi sang cái Liverpool mới chịu bắt được á. Và coi coi em đó ngoài hệ, mình nghĩ là hệ tâm linh á, thì còn thêm hệ gì không nhá. Ui, đâu rồi, em đó sau khi bắt thì chui vô nào rồi ta? Không có trong này, à đây nè. Sigili, em này là hệ tâm linh và hệ bay hả? Chỉ có cho mình cưỡi không ta? Nếu là hệ bay nhiều khi lại cho mình cưỡi được á. Không, không 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 cho cưỡi các bạn ơi, chắc tại em này nhỏ quá nên không có cho mình cưỡi nổi. Và tạm thời thì đi tiếp dưới đây coi coi còn em Pokemon nào khác không. Ui, ở đây có em Pokemon gì giống cái em Hoa Hướng Dương vậy. Em này là một em Sorok các bạn ơi. Em này là hệ đá và hệ tâm linh á, cấp 50 lận. Mình thấy Pokemon dưới này á có cấp khá là cao luôn á. Tranh thủ các bạn ơi, mấy em này thỉnh thoảng mình mới xuống đi end thôi nên gặp á thì chúng ta cứ bắt càng nhiều càng tốt á. Còn có những cái em upsell xuất hiện nữa nè, mong rằng có được những cái em boss upsell thì càng tốt để mình có thể nhặt được những cái viên đá mega của upsell nè, sau đó về tiến hóa mega cho upsell luôn. Cũng rất là lâu rồi upsell chưa được mình tiến hóa á. Ý, ở đây còn xuất hiện cả Hoba nữa cơ. Ở đi end xuất hiện khá là đa dạng những cái Pokemon ha. Nào là Hoppa nè, rồi Upsol nè, rồi Abra nè. Còn có mấy em ở cái vùng đầm lầy nữa cơ. Khá là đa dạng luôn. Cái em này thì dùng Dustborn thì là chịu. Mấy em này có hiểu ghê luôn á. Và bên đây là em gì đây? Em Minior. Ui, giật kìa. Em này là hải bay và hải đá hả? Pokemon nhỏ xíu mà cũng là hải bay nữa. Được, bắt luôn các bạn ơi. Mình sẽ coi coi chọn chúng không, rồi chúng đây nè. Em này cấp 15 mà. Thử không cần đánh mà dùng Liverpool coi có chinh phục được không nhá. Vì cấp độ trên lệnh là rất là nhiều luôn á các bạn ơi. Mong rằng Liverpool có thể phát huy được công dụng. Đi rồi. Chỉ với một cái là bắt được luôn. Và ở đây thì mình chỉ mới thấy một cái con boss. Cái này là boss Alakazam đúng không? Như là boss thiệt á. Hãy tâm linh nè. Ừ đúng rồi, cấp 99 là boss rồi đó các bạn ơi. Ok, để mình sẽ thử mega một cái nè. Quýnh ra Mewtwo mình chưa kịp làm gì mà cái em Alakazam này quýnh muốn xỉu hết trơn rồi. Ui kỳ quá nha, kìa. Ăn gian thiệt sự. Đấy rồi, dám chấm với Seesaw hả?
dám bán hành cho em Mewtwo của mình. Mewtwo mình mới ra tự nhiên bị quýnh bay hết cái lăn đùng ra ngẫm luôn à. Chưa như bóng chiếu Pokemon luôn rồi. Và cuối cùng mình sẽ kết thúc thử bằng kỹ năng Shadow Cloud xem móng vuốt, móng tối và mang về được được cái viên đá Z cho hệ bọ nè, kẹo cũng như là ngọc Ender. Hoba thì mình đã có rồi các bạn ơi, nên giờ thì mình sẽ không có bắt thêm em Hoba nhá. Ở đây thì có mấy em hệ thường nè, em không, em này hệ tiên thì phải. Ờ đúng rồi, hệ tiên chứ không phải hệ thường. Ui, đây con Pokemon gì lạ nữa đây, Bronzor. Em này là hệ tâm linh và hệ thép các bạn ơi. Bắt luôn đi ha, nhưng mà trước tiên mình cần hồi máu lại cái đã. Rồi và ui. Ui sao con gồng này lại đánh mình nữa. Mình muốn bắt Pokemon thôi, không muốn quấy gầy con gồng nó đâu. Một xíu thì mình sẽ xử nó xa, các bạn cứ yên tâm. Rồi và mình sẽ thử dùng Liver Ball coi có bắt được không nhá. Chủ yếu xuống đây bắt mấy Pokemon hiếm hiếm á. Còn mà nãy giờ thì thấy mấy em Pokemon thường mà chưa thấy mấy em Legendary nào mới hết á. Chỉ có mỗi hấp 3 thôi. Còn bên đây là em Pokemon gì đây? Em này là Lunastone. Cái này mình có gặp ở cái vùng Misa các bạn ơi, mà mình chưa có kịp bắt nè. Hôm nay mình gặp rồi nên mình sẽ thử bắt luôn nhá. Khiêu chiến coi. Rồi khiêu chiến thành công nè. Liệu rằng Liverborn có bắt được một em Lunastone level 20 hay không? Lunastone này, em Pokemon này nhìn khá là giống cái mặt trăng ha. Rồi, mình đã bắt được em Lunastone rồi các bạn ơi. Ok, để bây giờ mình sẽ AFK thêm một xíu nữa coi. Coi ngoài những em Pokemon thường thường như vậy nè, còn xuất hiện thêm em Pokemon nào mới không nhá, để mình còn khiêu chiến cũng như là bắt về nữa. Trong lúc chờ đợi mấy em boss ở dưới Pokemon huyền thoại xuất hiện thì mình sẽ ngồi đập mấy cái kiểu như là Palean này nhá. Đó, mình sẽ đập như vậy nè các bạn ơi, thì nó sẽ không có kiểu như là mất máu của mình á. Hình như mấy em Pokemon sẽ chịu sát thương thay mình hay sao ấy, đúng không ta? Mình thử lại gần một xíu nữa coi, hy vọng là đừng nổ chết nha. Ui, vừa đúng rồi, mấy em Pokemon sẽ chịu sát thương thay mình á. Ui gì thì tội cho em Mewtwo quá, nhưng mà cố lên em ơi, một xíu nữa thôi. Còn em ấy còn 200 máu, liệu rằng em ấy có thể chịu nổi thêm một vài hit nữa hay không? Đập thêm một cái nữa nè. Rồi. Nổ từng một cái để mình chữa thương cho em ấy lại các bạn ơi, chứ không thôi một hồi em ấy ngẩm thiệt á. Và thêm cái này nữa nè. Wow, như vậy thì không những giúp mình đánh những Pokemon khác, mấy em Pokemon mà mình bắt được á, còn giúp mình chịu sát thương từ những cái vật ở bên ngoài nè, chẳng hạn như cái Palean này nè. Ở chi mà chịu sát thương dùm đòn tấn công của cái con rồng Ender thì hay ha. Rồi và hồi máu cho Mewtwo để tránh trường hợp em ấy bị đánh bại nè. Và thêm cái này cũng như là hai cái bên đây nữa là xong rồi đó nha. Con rồng kia người sẽ hết hồi máu rồi đó. Và mình sẽ cưỡi Mewtwo để đánh bại cái con rồng này luôn. Cái tội nãy giờ dám ha bắn cũng như là cà khịa mình nè, dùng ghiều đập luôn. Hình như Mewtwo còn nhận sát thương giùm mình từ đòn đánh của rồng nè các bạn ơi. Wow, hay thiệt. Nhưng mà làm gì thì làm, mình sẽ lưu ý cái thằng máu của Mewtwo nhá, để tránh trường hợp em ấy bị rồng Ender đánh quá nhiều và bị chui lại vào cái bóng chứa Pokemon á. Như vậy thì mình cũng sẽ rớt xuống đất theo á. Rồi và ui, con này đập cánh dày quá. Dám đập cánh nè. Đập cánh hả? Đập bằng rìu, tấn công hơi bị mạnh luôn á các bạn ơi. Rìu thì ở những phiên bản gần đây thì nó sẽ được tăng sức mạnh á, mạnh hơn kiếm kim cương nhiều, nên mình cũng có thể dùng nó để thay cho vũ khí cũng được. Có điều nó đánh công được nhanh cho lắm thôi. Rồi và triệu hồi Mewtwo lại để có thể bay lên trên nè. Giờ thì AFK khá lâu nên boss nó cũng bắt đầu xuất hiện rồi đó. Rồng Ender thì nãy giờ mình chỉ mới kéo được một tí máu thôi, để mình tranh thủ mình kết thúc rồng Ender và tạo ra cái đường về cho chúng ta nha. Ý, một em Absor Boss xuất hiện rồi nè các bạn ơi. Chưa, để mình ngồi mình tranh thủ mình nhé, đơm cái con rồng này trước cái đã, cho nó đừng có quấy rối mình nữa. Rồi sau đó chúng ta sẽ tập trung vào việc đánh với boss nhá. Mục tiêu của mình là cố gắng tìm một cái Master Ball thứ hai á, để có thể bắt được một Pokemon nào đó thật là xịn xò. Tóm lại mình đánh boss cũng khá nhiều á, nhưng mà vẫn chưa rơi ra các bạn ơi. Nhưng mà con rồng này đã bị mình đánh bại rồi.
Nói chung đánh rồng ở chế độ dễ thì khá là đơn giản á, và nó sẽ rơi ra rất là nhiều kinh nghiệm luôn nè. Mình có thể lượm cái số kinh nghiệm này luôn. Sắp tới có sửa đồ thì dễ sửa hơn á. Không, xuất hiện thì thôi, xuất hiện cả đàn các bạn ơi. Quá trời áp ở đây là một áp xin đây luôn. Wow, được nha. Trận đầu tiên thì sẽ cho 3k vào trước nè, level 109 lần đó. Thử xem coi kỹ năng Hydro Pump có thể gây được sát thương cho áp số. Hơi bị nhiều đó, gây được khá là nhiều sát thương luôn. Và mình nghĩ hit thứ hai thì có thể kết thúc được áp số nè. Rồi, và rơi ra một cái Absolite. Có đá Mega cho em áp số của mình rồi. Tuyệt cú mèo. Kế đến thì mình sẽ đánh con boss ở đây ta. Thì ra ở cái chỗ này có em Pokemon Dioxide nữa các bạn ơi. Vậy là Dioxide sẽ xuất hiện ở cái vùng băng nè, và cũng như là ở cái vùng thế giới Diamond này nè. Lần trước thì mình cũng đã kiểu như farm Dioxide một lần rồi, hôm nay mình sẽ farm lại thêm một lần nữa nha. Và cho Mewtwo xem coi, Mewtwo lần trước không có đánh lại Dioxide đâu. Liệu rằng sau khi tiến hóa Mega thì em ấy có thể đánh gục được Dioxide hay không? Chúng ta cùng nhau chờ đợi một xíu nha, để cho Mewtwo của mình có thời gian để Mega cái đã. Rồi, và Mega thành công đánh con Dioxide này xem coi. Ủa, one shot luôn nha các bạn. Và coi nào, được cả đống mấy cái ngọc Ender luôn. Dùng này cũng còn khá là nhiều boss nè, để mình thử farm hết cái đống này coi coi có em nào rơi ra cái Master Ball không nha các bạn. Như vậy thì mình farm một lúc ở đây thì chỉ loanh quanh có một vài Pokemon mà mình gặp hàng ngày rồi các bạn ơi. Chỉ có mỗi em Absol là lâu lâu mới gặp á, chứ không có thêm Pokemon mới á. Thử qua cái khu vực mấy cái đảo khác coi, tại vì ở đây nó vừa triệu hồi ra một cái cổng nè các bạn ơi. Cái cổng đó thì chúng ta có thể cũng như dịch chuyển qua, nhưng mà để đảm bảo an toàn hơn thì mình sẽ lưu cái điểm này trước nhá. Một xíu nếu mà mình muốn về thì mình chỉ cần dịch chuyển qua đây thôi. Đây mình sẽ lưu đây một cái điểm nè, cái này là N, mình sẽ lưu chữ N thôi cho dễ nhớ. Tăng thì mình sẽ nâng lên một xíu. Rồi, và sau đó chúng sẽ phóng qua cái cánh cổng này thôi. Hy vọng quan bển mình sẽ có thể gặp được nhiều Pokemon hơn nhá. Mới qua thì mình đã gặp được một cái chest. Mở ra. Vừa qua đây thì mình đã gặp được một cái chest nè. Mở ra được một cái loại berry giúp mình tăng cái độ hạnh phúc cho mấy em Pokemon á. Ơ, nhưng mà qua đây thì những cái em Pokemon xuất hiện cũng không thay đổi nhiều cho lắm. Vẫn là mấy em cơ bản mà mình gặp ở khu vực đánh với cái con rồng Ender á. Đằng kia có em Metang nữa kìa. Ủa, để coi coi có em Mega Metang nào không á. Nếu mà có cái con boss Mega Metang thì mình sẽ cố gắng farm á để lấy viên đá Mega thôi. Ôi, lại gặp Metang nữa nè. Ý, đằng kia có em boss thì phải. Nhìn màu xanh khá là đặc biệt. Boss đúng không? Ủa, đúng rồi, boss. Quay mặt qua đây là người ta nhìn đúng gõ hả? Rồi, tấn công thử xem. Khỏi cần tiến hóa Mega luôn nè. Nó cũng được nửa cây máu chứ bộ, và thêm một hit nữa đi. Mewtwo của mình thì có tốc độ khá là cao luôn á các bạn ơi, nên các bạn cứ yên tâm, hầu hết là đều được tấn công trước á. Rồi, và hit cuối cùng. Nhận được cái gì đây nào? Được một cái đĩa vậy nè các bạn ơi. Cái đĩa màu hồng, rồi kẹo cũng như là sách vở các kiểu thôi. Mình sẽ cho ra những thứ không cần thiết như vậy đi, để lấy cái quyển sách về nè. Mới xuống thì đã gặp được một con boss. Hy vọng là một xíu mình có thể gặp thêm nhiều con boss lạ hơn nha. Và nhất là Metang á nha. Mong gặp được một em boss Metang ghê luôn, để có thể tiến hóa Mega cho em ý. Được một cái gì vậy? Cái này là Metronome. Cái này không biết trang bị vô được không? Ui, trang bị vô được luôn kìa. Ok, trang bị vô cho em ấy luôn đi. Ơ, nãy giờ mình đi cũng khá là lâu rồi á, nhưng mà không có tìm thấy em Pokemon nào lạ hơn á các bạn ơi, cũng như là ít gặp boss hơn nữa. Ủa, tính ra cái vùng này cũng khó tìm Pokemon ghê ha. Chỉ cơ bản có mấy vài có một vài em Pokemon xuất hiện là chính hả. Tưởng đâu lúc đầu á, trong đầu mình cứ tưởng xuống địa hình chắc chắn chúng ta sẽ gặp được rất là nhiều Pokemon mới, nhưng mà về tàu mấy Pokemon quen thuộc không. Được thêm một cái đĩa gì đây xem coi. Cái này là một cái đĩa Struck Bug hả, để cho hệ bọ thì phải. Mình sẽ nhặt cái Ultra Necro Geom này nhá, tại vì hình như ở nhà mình còn một em Ultra em Necroma chưa có kiểu như trở thành dạng Ultra. Mình phải nhặt về để trang bị cho mấy. Và phía bên này có thêm một cái như cánh cổng nữa nè. Cánh cổng này mình cũng có thể phóng qua để đến một nơi khác nữa. Mà thôi đi, để mình đi thêm một đoạn nữa coi, nếu mà không gặp được cái em Pokemon nào khác thì mình sẽ trở về nhà nhá, chứ tình hình này thì khó lòng mà
Kiếm thêm Pokemon mới. Có Ultra Chat mở luôn. Thêm một cái đĩa để gì đây? Bay đây. Kỹ năng 40 điểm sức mạnh. Ok, cũng khá là ổn đó. Đi tiếp thôi. Ai, ở dưới cả buổi trời mà không gặp thêm Pokemon mới á, nên mình quyết định trở về nhà các bạn ơi. Và sau khi trở về nhà thì mình sẽ cho bộ ba sáng tạo vô trong này nghỉ ngơi đi nhá. Cái đến thì mình sẽ mang một cái em Necroma này. Em này thì chưa có trang bị cái như là viên đá Ultra các bạn ơi. Thử xem coi khi trang bị viên đá Ultra thì em ấy có thể trở thành dạng Ultra không nhá. Bắt đầu quá trình trở thành dạng Ultra nào. Và em ấy có thực sự to hay không? Ý, ủa, hình như hai em này nó bị trùng các bạn ơi. Vậy là bất kỳ ở dạng nào thì em ấy thì chỉ cũng có một cái hình dạng thôi á. Nè, mình cũng có thêm một em Necroma Lunala nè. Sẽ cho mấy Mega coi. À không, cho mấy cho thành Ultra chứ. Có hai em này đem theo chiến đấu thì quẩy hết sảy luôn á. Vì hai em này đều mạnh như nhau á các bạn à. Chỉ có đều cấp thì nó hơi chênh lệch một xíu á. Kích thước thì có thể nói là siêu to luôn. Mình cứ tưởng hai em này Ultra sẽ có hình dạng khác nhau chứ ai về Ultra thì chỉ có một dạng thôi các bạn ơi. Nhưng mà sao dù sao thì hai em này cũng đã mạnh hơn rất là nhiều rồi. Tạm thời thì cất mấy em này vô trong nhá. Và đã rất là lâu rồi á thì mình chưa có cho em Upso ra ngoài ấy. Để bây giờ mình sẽ tìm cái em Upso của mình cái đã. Em ấy nằm đâu đây trong cái máy tính thôi. Máy tính nhiều Pokemon quá giờ muốn tìm em đó cũng khó nữa. Đây nè, cuối cùng cũng tìm ra Upso rồi các bạn ơi. Và mình sẽ trang bị cái viên đá Mega vô cho Upso nha. Rồi sau đó thì bắt đầu quá trình Mega cho Upso thôi. Đây, sử dụng Mega một cái. Phát sáng lên rồi và... Ta-da! Em ấy đã trở thành Mega Upso rồi các bạn ơi. Khi Mega em ấy có cánh giống như cái combos hồi nãy nè. Và nhìn có vẻ ngoài rất là ngầu luôn á. Rồi, cưỡi được luôn nha. Ý, có bay được không? Ấy! Tự nhiên bị khiêu chiến xong cái mất luôn dạng Mega rồi. Mới Mega mà. Mega lại một cái coi, mình muốn test coi coi có bay được hay không á. Hiện tại thì em ấy chỉ có 110 điểm sức mạnh thôi các bạn ơi. Và khi Mega thì em ấy sẽ tăng lên bao nhiêu nhá. Cùng nhau xem thôi nào. Đây, Mega xong rồi. Và tăng lên 127. Cũng tạm đi, tại vì em này còn cấp khá là thấp á. Nhưng mà thực sự là em này không có bay được các bạn ơi. Hay là tại chưa đủ cấp ta? Không biết Upso còn tiến hóa thêm không nữa. Mình sẽ thử coi em Wiki nè. Rồi mình sẽ ghi tên em. Nãy giờ các em này đi qua đi lại kêu chiến hai lần rồi đó. Nó muốn làm việc mà cũng không yên nữa. Rồi Wiki nè. Rồi Upso một cái. Không, nhầm. Upso nè. Rồi Evolve. Upso không còn tiến hóa nữa được các bạn ơi. Vậy là em Upso chỉ dừng đến đây thôi. Và hình như không có cho mình bay hả. Tiếc vậy, tưởng đâu tiếng đó xong một cánh các kiểu cho bay được chứ ai về cũng không nữa. Rồi tạm thời thì mình sẽ ngủ một giấc đi. Rồi sáng nước dậy thì mình sẽ làm cái công việc cuối cùng trong ngày hôm nay nhá. Hôm nay thì mình có một vài cái máy tính nè. Và khi chế tạo máy tính thì chúng ta cần phải có những gì? Đầu tiên thì cần phải có redstone nè. Theo mình nhớ thì cần phải có thêm những cái aluminum nữa, aluminum plate. Rồi những cái kính nữa. Và cuối cùng là cái khói đèn redstone ấy. A few moments later. Kết hợp với chút ít redstone nữa theo công thức như vậy nè để chúng ta có thiệt là nhiều những cái đèn đá phát sáng nhá. Đặt vô đây được 3 rồi. Thêm cái này nữa là 5. Rồi đến 8 và cái cuối cùng là 9 nè. Rồi cùng nhau chế tạo cái PC thôi các bạn ơi. Công thức PC thì mình có thể ấn nhanh ở trong đây á. Đây, ấn một cái nè. Nhưng mà lần này mình sẽ không ấn nhanh mà mình sẽ chế tạo từ từ nhá. Để coi một cái. Chưa có chuyện gì xảy ra. Hai cái. Vẫn chưa có cái gì xảy ra nữa. Ba cái. Ui sao xui vậy. Bốn cái. Rồi luôn. Bốn cái mà không có chuyện gì xảy ra hết. Ok, mình sẽ quyết tâm mới được. Ở đây không, bên kia mới có. Mà mình có cái quyển sách hiệu suất đúng không? Nè, mình có quyển sách hiệu suất 5 nè. Sẽ mang theo một cái đe đi qua bên kia. Mình sẽ nâng cấp cái cây hammer của mình lên đó. Mình đập thêm ít cái blade nữa các bạn ơi. Tại vì mình muốn chế tạo thêm PC á. Khi chế tạo PC thì sẽ có một cái điều khá là đặc biệt. Để một xíu nếu mà ra được thì mình sẽ quay cho các bạn xem nhá. Đây nè các bạn ơi. Mình có được rồi. Ui hình như nó lock hơi chậm hay sao á. Nó vô con đồ mình rồi nè. Đó chính là Porygon Body. Cái này á thì mình có thể sử dụng để tạo ra một cái
Boriran nhá. Và các bạn biết đây là gì không? Một em Pokemon đó, mà cũng là em Pokemon mà mình có thể chế tạo luôn, không cần phải đi săn tìm gì trơn á, chỉ cần chế tạo và có tỷ lệ rơi ra những cái bộ phận á. Và mình chỉ mới sở hữu cái phần thân thôi. Trong thời gian giai tập mình sẽ cố gắng đập thêm thiệt là nhiều những cái aluminum lay để mình có thể kiểu như là chế tạo thêm thiệt là nhiều Pokemon và tìm những cái bộ phận còn sót lại của các em Pokemon Boriran này nhá. Tổng kết trong ngày hôm nay á thì mình đã xuống The End đánh bại con rồng Ender rồi các bạn ơi. Nhưng mà mình chỉ mang về được mỗi cái viên đá Mega cho em Absol hả. Ngoài ra thì mình còn có được một viên đá Mega cho em Mewtwo nữa, để em ấy có thể trở thành dạng Mewtwo Mega X á. Dạng này thì mình thấy có sức tấn công và tốc độ khá là cao luôn, phục vụ vào việc chiến đấu rất là tốt. Và cũng như mình đã có được tổng cộng là 7 cái dạng tiến hóa của Eevee rồi, hình như còn thiếu một dạng hay sao ấy. Và dạng đó là dạng gì thì các bạn đừng quên góp ý để mình có thể tìm và bắt và tiến hóa nốt cái dạng đó luôn nhá. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye. Shop lọc Tsutaki, shop bán ạc refi giá cực rẻ, chất lượng uy tín, giao dịch tự động.